Còn bây giờ mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hằng My. Thời tiết ở Cần Thơ và các tỉnh thành Nam Bộ tối nay và ngày mai có gì đáng chú ý không chị? Dạ vâng, kính chào quý vị khán giả. Dự báo các tỉnh thành Nam Bộ thời tiết 2 ngày cuối tuần này thì ít mưa và nắng nhiều. Trời nhìn chung khá là nóng với mức nhiệt trong khoảng là từ 32 đến 34 độ C. Cảm giác nóng rõ nếu mà quý vị ở lâu ngoài trời. Ngay trong ngày mai, các thành phố như ở tại Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Châu Đốc, Cần Thơ, Vĩnh Long khá nóng với mức nhiệt 33 đến 34 độ C. Các nơi khác dịu hơn trong khoảng 31 đến 32 độ C. Trời nắng từ sáng đến chiều, mưa thì ít có khả năng xảy ra, phải đến tối thì mới dịu mát dần. Một thông tin cũng rất đáng quan tâm đó là Nam Bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng Chạp. Mực nước cao nhất tại hầu khắp các trạm ở miền Tây Nam Bộ tiếp tục lên thêm 1 đến 2 ngày nữa. Đỉnh triều có thể xuất hiện ngày mai và ngày mốt ở mức là 1m73 đến 1m78 ở trạm Mỹ Thuận, sấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 2 khoảng 8cm. Đối với trạm Cần Thơ, 1m83 đến 1m88, sấp xỉ hoặc là cao hơn mức báo động 1 khoảng 8cm. Còn riêng với trạm Gành Hào thì sấp xỉ hoặc là cao hơn mức báo động 3 khoảng là 5cm. Đối với thành phố biển Phú Quốc, trưa mai trời cũng nắng nhiều, nhưng mà nhờ có gió biển thổi đều nên là khá mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt không vượt quá là 31 độ C. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Khắp các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, đêm nay ngày mai vẫn duy trì gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 cho đến 4 mét. Gió mạnh kết hợp với đợt triều cao ngày 13, ngày 14 tháng 1 có thể gây ra nước dâng từ 20 đến 40cm ở khu vực ven biển. Thế còn vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, đêm nay và ngày mai thì biển vẫn êm ả, trời ít mưa nắng nhiều, gió thổi đều ở mức cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.